là mình sẽ xây một khu du lịch sinh thái ở trên một cái ngọn đồi. Và cái ngọn đồi này cao 5.655 m², với cái mật độ dân số cũng khá là cao, có tới tận mười mấy tới 20 người ở trong cái khu này, và nhu cầu của họ rất là cao. Tại vì cái công việc hiện tại của họ là nghề nông, người ta phải cấy cày, người ta phải đi làm đồng, cho nên là buổi tối về người ta rất là cần một cái khu nghỉ dưỡng để người ta có thể nghỉ dưỡng, và chúng ta có thể kiếm tiền được từ cái khu này. Hay quá, tuyệt vời, hay lắm Thăng ơi. Wow, ý tưởng rất hay. Wow, bạn trai tôi nghĩ. Dạ sếp ơi, sếp có hợp đồng chưa ký nè, để lát nữa em đem vô cho sếp nha. Dạ, sếp vô trước đi rồi em đem vô sau. Bye bye sếp. Còn tôi nghĩ, tôi nói cô photo 200 tờ. Cô photo đúng 200 tờ, cô phải làm dư ra chứ. Dạ, dạ, để em đi photo lại ạ. Đủ rồi, photo chi nữa. Dạ chị ơi, em có mua trà cho chị rồi đấy ạ. Tôi dặn cô mua 2 ly trà chanh. Sao nó chỉ có chanh không vậy? Nó phải có cốc ổi mía xoài nữa chứ. Uống cho lòi bản họng ra đi. Làm cho đàng hoàng vô. Ngươi tưởng nhân viên văn phòng là ngồi mát ăn bát vàng à? Còn lâu. Cái thứ nhân viên quen như ngươi á, đi làm phải biết thân biết phận. Nhưng thực tế thì quá đã luôn. Và sau đó, dạ em nghe sếp. Dạ dạ em đang làm, gần xong rồi sếp. Dạ đừng có hỏi em quý. Dạ dạ dạ. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi.